Hai xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ đi làm danh mục thể loại và quốc gia nha các bạn ha. Thì ở clip này mình làm cái phần danh mục trước đi. Thì cái phần danh mục á, nó sẽ là nằm ở cái controller là category controller ha. Mình sẽ tắt những cái khác đi ha. Neighbor. Ở đây mình sẽ di chuyển cái thằng danh mục phim lên đây ha. Bỏ active đi. Rồi. Rồi, sau đó ở đây mình sẽ reset lại để rồi phần danh mục ha. Thì cái phần danh mục này bây giờ các bạn sẽ mở cho mình là category và cái round. Thì cái phần danh mục là phần category nè. Ở clip trước thì mình đã tạo được controller model và cũng như là cái cơ sở liệu cho thằng category ha, bao gồm là title nè. Tiêu đề nè, mô tả và status là ẩn hiện. Thì bây giờ các bạn sẽ cài cho mình một cái nữa là Laravel Collective ha. Thì cái Laravel Collective này á, nó sẽ giúp mình gì? Nó sẽ giúp mình ghi gọn những cái thẻ HTML lại ha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy nè. Ở đây mình sẽ các bạn search cho mình Laravel Collective ha. Các bạn có thể vào là Laravel Connective HTML bản 6 chấm nè ha, bản 6 chấm. Thì ở đây nó sẽ ghi gọn nè, các bạn sẽ thấy nè ha, form close nè. Đó, nó sẽ ghi gọn form cũng như là những cái như là checkbox nè, input text nè, đó, label nè. Đó, nó sẽ ghi gọn như thế này nè các bạn ha. Đó, thay vì là input rồi form label, đó, email, password, file, checkbox, thì tất cả nó sẽ ghi gọn lại các bạn. Đó, thì đây các bạn sẽ nó sẽ có hướng dẫn nè. Ở đây là installation nè, các bạn copy cho mình cái dòng này ha, sao chép. Sau đó các bạn mở lên cho mình cái display ha, enter. Đây, các bạn đợi tí xíu nó sẽ soạn cái Laravel Collective cho mình ha. Rồi đây là sau khi nó chạy xong nè các bạn, thì sau đó sau khi nó chạy xong rồi thì bây giờ các bạn thử ha, bây giờ mình sẽ thử. Các bạn sẽ cài cho mình thêm một cái gói nữa, đó là trong cái này là cái gói của thằng Sublime Test ha. Ở trong Visual Code á, thì nó sẽ có gói này riêng ha, cũng gọi là Laravel Collective đó, các bạn cứ cài vào. Ở đây thì cái gói này nó giúp cho mình sẽ ghi gọn hơn ha. Đây, Laravel Collective HTML form snippets đó. Thì ở đây các bạn có thể là Ctrl Shift B nè, installation packet ha. Đây, install packet. Ở đây các bạn có thể là copy nguyên cái đoạn này ha. Rồi sau đó các bạn bắt ra. Ở đây thì mình cài rồi cho nên là nó sẽ không hiện cái gì cái gói đó nữa. Đó, các bạn cài cái gói đó vào cho mình ha. Thì bây giờ mình sẽ test như sau. Ở đây nè, sau khi mình cài xong hai cái này rồi thì ở phần homepage là khi click vào phần danh mục á, thì click trước nó sẽ dẫn về cái trang cái hàm là create đầu tiên ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, thể loại nè, đây cái green nè, create ha, hàm create. Rồi ở đây thì mình sẽ ghi là return view, mình sẽ trả về gì các bạn, mcb chấm thư mục category, và tiếp tục là mình sẽ vào là form ha, form. Rồi ở đây thì ở mcb nè, các bạn sẽ tạo cho mình là cái query nè. Rồi ở đây thì mình sẽ tạo một cái file mới là form chấm plate .php ha. Rồi thì ở đây á, các bạn sẽ thử cho mình là sau khi mình cài cái gói đó xong rồi thì mình sẽ đánh thử ha, mình sẽ đánh thử. Các bạn quay lại cho mình cái trang home layout nè, để mình copy cái dòng này ha, home plate nè, để mình copy những cái attention, những cái section của nó, copy cho các bạn bắt ở đây. Ở đây mình sẽ ghi là quản lý danh mục đi. Rồi quản lý danh mục. Bây giờ mình thử ha, bây giờ mình sẽ thử ra đây, refresh, mình click vô danh mục nè. Thì đây nó là quản lý danh mục nè các bạn ha. Rồi bây giờ nè, các bạn sẽ thấy nè, trong cái Laravel Collective á, nó sẽ có là phần mở form nè ha, phần mở form nè. Thì các bạn, ví dụ mà các bạn cài cái gói này rồi á ha, cài gói này rồi thì các bạn sẽ ghi như sau. Cái form mở form thì các bạn ghi là form open ha. Đây form open nè các bạn ha, thì nó sẽ gỡ mở cho mình cái form ra.
đây mình sẽ ghi là form open. Đó, các bạn nhấn tab cái nó sẽ mở cái form ra, thì nó cũng tương tự với cái gói này là như thế này ha, URL nè, đường dẫn nè. Thì các bạn sẽ ghi cho mình là ví dụ như mình copy cái form open rồi sẽ ghi là form close. Rồi ok ha. Đó, nó sẽ được như thế này. Rồi trong cái form này thì các bạn save lại ha. Trong form này thì mình sẽ ghi những cái trường như là test nè, select option gì đó. Thì mình ghi gắn như vậy nè, thì các bạn sẽ xem nó sẽ render ra như thế nào ha. Khi mình refresh nè, các bạn chuột phải vào, các bạn kiểm tra cái nguồn trang thì các bạn sẽ thấy nè. Thì trong cái card wording nè, nó sẽ render ra nè, method và bằng post ha, đường dẫn nè, accept cho set UTF-8 nè. Thì nguyên cái cụm này nè, nó render ra được như thế này ha. Rồi nó cho mình sẵn cái gì, token luôn ha. Nó sẽ cho mình sẵn cái token luôn. Thay vì các bạn sẽ gì, các bạn sẽ điền cái một cái token ha, CSRF token vào ha, thì nó sẽ cho mình sẵn cái token luôn. Đó chính là cái tác dụng của thằng Laravel Collective ha. Nó sẽ ghi gọn mọi thứ lại. Thì đây nè, các bạn có thể là method nào bằng put URL ở đây open nè, nó sẽ để nè ha, URL method thì các bạn sẽ có thể điền vào là URL là đường dẫn ha. Đường dẫn của mình sẽ là cái gì các bạn? Đường dẫn của mình. Rồi sau đó các bạn phải cái method là post. Đó. Mình sẽ gửi tới các query.store ha các bạn. Cái này là phương thức nè. Rồi, các query.store. Khi các bạn làm việc xong rồi các bạn save lại ha. Bây giờ mình sẽ ra đây. Mình sẽ refresh lại coi nó ra như thế nào nè các bạn. Đó, nó sẽ ra được là đây, đường dẫn nè, các query.store nè các bạn. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái như là trong đây nó sẽ có là label đúng không? Form label. Hoặc là form nè. Label. Nó giống như dạng food label vậy các bạn ha. Thì ở đây nó sẽ có là for nè. Ở đây mình sẽ ghi là đầu tiên mình sẽ ghi là title đi. Rồi, title. Rồi cái tag của cái title là cái hiển thị đó các bạn. Là title luôn. Rồi. Rồi còn đây thì mình không cần ha. Cái này cái đây các bạn ghi cho mình là input. Div class form group ha các bạn. Mình ghi form group nè. Thì cái này nó sẽ bỡ ngỡ hơn đối với những nhiều bạn mà chưa biết cách hoạt động của cái này ha. Rồi ở đây mình sẽ ghi form. Tiếp tục các bạn ghi cho mình là form test đi. Rồi refresh lại task ha. Thì nó sẽ như thế này các bạn. Đó form test nè. Form close, form label nè. Test nè ha. Là name đầu tiên nè. Đầu tiên luôn luôn cái name trước nha các bạn. Có nghĩa là cái trường name các bạn, để mình dựa vào cái trường name đó mình lấy cái dữ liệu ha. Rồi cái thứ hai là cái gì? Cái thứ hai là cái dữ liệu của nó, cái value dữ liệu của nó ha. Đó đó chính là cái gì? Cái thông số thứ hai ha. Còn cái thông số cuối cùng là như là class nè, mình chứa class nè, mình chứa những cái on click nè, on key up nè, những cái mà như là bắt sự kiện các bạn. Đó thì mình sẽ chứa vào trong đây ha. Rồi ví dụ như trường name đầu tiên nè, mình muốn ghi cho nó là name nó tên là title. Giá trị của nó ví dụ mà chưa có ha. Giá trị ví dụ chưa có thì các bạn để cho mình là null ha. Đó, các bạn để cho mình là null. Còn đây các bạn ghi ví dụ như là class nè. Class của cái này là form control ha. Rồi tiếp tục là cái placeholder ha. Thì cái này các bạn sẽ biết ha, placeholder nó sẽ bằng là ba chấm đi ha. Ba chấm là cái việc nhập vào cái dữ liệu các bạn. Rồi các bạn refresh thì các bạn sẽ thấy nè, hai nè, cái placeholder như không có s nữa. Ở đây các bạn có thể ghi là nhập vào dữ liệu ha, dữ liệu đó, ba chấm. Nó giúp mình sẽ ghi gọn hơn, nhìn dễ nhìn hơn các bạn đó. Thì nó sẽ render cho mình được như thế này nè. Platform control. Placeholder là nhập vào dữ liệu. Name của nó là title đó các bạn. Type bằng test nè. Đó, thì nó sẽ hiểu tự gửi tại vì cái này là form bằng test ha. Rồi, ID là title. Các bạn có thể là điền một cái ID ở đây riêng cho nó ha.
ví dụ như là ID của nó là danh mục đi, title danh mục cũng được ha. Đó. Thì các bạn refresh này. Thì các bạn sẽ thấy nè. ID của nó bây giờ là title danh mục nè. Ha. Rồi, ID mình để title luôn ha. Đó. Nếu mà các bạn không nhập á thì nó sẽ tự hiểu là ID, nó sẽ lấy từ cái trường name này ha. Rồi sẽ tương tự với những cái khác, ví dụ như là ở đây ví dụ như có form group không các bạn, ở đây không có form group ha, không có form group. Rồi đó, thì các bạn nhìn về là các bạn đủ hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ có là form group nữa, nhưng mà ở đây là trường description đúng không, mô tả. Rồi cái này gì là description. Rồi cái này là mình để trống ha. Title mà các bạn đưa cho mình là request nè. Cái name các bạn, cái trường name để mình lại dựa vào cái trường là mình lấy dữ liệu á. Cái này dữ liệu là không chấm nè ha. Hiện tại là chấm, value là bằng không đó bạn. Đó. Rỗng chứ, value bằng rỗng ha. Ở đây là nhập vào dữ liệu nè. Rồi ok. Thì ở đây các bạn sẽ ghi cho mình là description luôn. Rồi, thì các bạn sẽ thấy nè. Refresh đó. Ha, description. Nhưng cái description này bây giờ mình muốn nó là một cái gì các bạn? Mình muốn nó là một cái test area ha. Test area thì các bạn chỉ việc thay cái test thành test area thôi, còn cái trường đầu tiên luôn luôn là trường name ha. Đó, cái trường thứ hai là trường giá trị đó. Rồi thì ở đây mình sẽ ghi là test area thôi, area thôi đó. Test này các bạn sẽ thấy đó, nó sẽ bự như thế này. Rồi những ví dụ như các bạn có thể là ghi một cái style ở đây ha, một cái style set test ở đây ha, một cái style các bạn nhúng thẳng CSS vào luôn là resize nên đi ha, resize nên refresh nè. Thì cái resize nó mất rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái submit đúng không? Nó sẽ có một cái nút submit ở đây. Thì các bạn cho mình cái form là submit nè, các bạn ghi như vậy nè, ở đây ha. Nếu mà các bạn xài cái gói này thì cái phần submit là form submit nè, test của phần submit đó. Test còn submit đó là cái value, cái giá trị các bạn. Thì các bạn ghi là cho mình là cái s đi ha. S hoặc là thêm dữ liệu đi. Thêm dữ liệu. Rồi. Cái này là hiện tại nó rỗng nè. Mình thử ha, bây giờ mình thử. Ở đây mình sẽ đặt là cái class bằng btn nè. Set ha, thành công. Rồi ok, bây giờ mình lại refresh này, các bạn sẽ thấy cái nút thêm dữ liệu nè. Để coi nó render ra như thế nào, đó nó render ra như thế này. Thay mà submit value bằng thêm dữ liệu ha. Ở đây nó chưa có cái trường name, nhưng mà không sao cả, các bạn ha. Mình không cần trường name ở trong cái label này. Nếu mà các bạn làm PHP thuần thì bạn phải cần cái trường name ở đây. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử lít vào ha, thêm dữ liệu nè. Đó, not found category.store. Ở đây mình thiếu một cái là cái này không phải URL các bạn, mà mình sử dụng row các bạn ha, mình sử dụng row. Rồi bây giờ mình sẽ tràn dữ liệu nè. Rồi đúng rồi ha, ra trang trắng là đúng nè. Rồi cái phần store này á, store này bây giờ các bạn quay lại cho mình là used app ha, model mình sẽ lấy cái model của thằng category ra. Category. Rồi category. Ở đây thì các bạn sẽ ở đây cái model của thằng category nè ha, nó sẽ tương thích với cái thằng, nó sẽ mapping với cái thằng category ở trong cơ sở liệu của mình, gồm có title, description và status ha. Rồi ở đây mình thiếu một cái từ là status nè các bạn ha. Thì ở đây các bạn có thể là cho mình cái status select, ở đây các bạn sẽ xóa đi, các bạn ghi cho mình là form select. Rồi đây. Rồi ok. Thì cái name của select này bây giờ các bạn ghi cho mình là status. Rồi. Cái option array này có nghĩa là cái dữ liệu ha, cái dữ liệu. Default key. Thì bây giờ mình sẽ để là null đi các bạn ha, để là null. Rồi, default key có nghĩa là ví dụ như nó sẽ có khi các bạn lấy ra dữ liệu để các bạn sửa, ví dụ như đây dữ liệu cần sửa là có ID bằng 1 thì nó sẽ so sánh với cái chuỗi ở đây. Ví dụ như là hiển thị là 1 thì ở đây nó sẽ để là nó sẽ hiển thị là 1
ha, nó sẽ hiển thị là cái chữ hiển thị, còn ví dụ đây là giá trị là 0 ha, thì ở đây nó sẽ hiển thị là 0 hiển thị. Đó, thì cái chương trình này là mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái phần mà sửa cái category này ha, sửa một cái category thì rule này nó mới có ấy ha, nó có hiệu nghiệm. Rồi đây mình để một nè, một mình cho nó là hiển thị đi ha, hiển thị. Rồi à, ví dụ như là không đi, mình sẽ cho nó là không hiển thị, à, để chữ không cũng được ha. Ở đây thì nó cũng tương tự như class controller ha. Rồi. Mình không cần có placeholder luôn ha. Ở đây mình sẽ refresh nè. Đây nè, hiển thị nè các bạn ha. Hiển thị và không hiển thị thì các bạn sẽ để vô, các bạn sẽ thấy ở đây nè. Name của nó là status nè. Giá trị bằng 1 nè ha. Và value bằng 0 ha. Value 0 là 0 nè. Đó. Thì ở đây các bạn đổ lại cho mình description là active. Rồi ok ha. Đó là cái chừng nem đó các bạn ha. Cái này chừng nem của thằng label thôi chứ nó cũng chẳng có gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ thử quay về cái query nè. Bây giờ mình sẽ chèn dữ liệu ha. Mở phần store nè. Có cái query ha các bạn, mình sẽ ghi lại cái query. Nó sẽ bằng gì? Cái query new cái query chứ ha. Mình sạch new query. Rồi đây là những cái cột mà title bằng cái gì ha. Rồi mình sẽ ghi những cái cột ra ha. Description, những cái cột trong cái cơ sở liệu của mình ha. Description, đây status. Rồi đây thì các bạn sẽ cho mình một cái data, data bằng request ô ha. Mình sẽ request tất cả. À, ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái validation ha, có nghĩa là nhập dữ liệu và kiểm tra cái dữ liệu đó ha. À, kiểm tra dữ liệu đầu vào của các bạn. Rồi data nó sẽ bằng gì các bạn? Title đúng không? Title. Đây là cái trường name ha. À, trường name của những cái này nha các bạn. Trường name của những cái này ha. Đây là title, description, status nè ha. Đó, nó sẽ lấy dữ liệu dựa trên cái những cái name đó các bạn. Rồi rồi ở đây các bạn sẽ return redirect, các bạn sẽ cho nó quay trở về cái trang trước đó ha, à, mà chưa hiển thị lên thông báo ha. Rồi các bạn cứ thử đi, nhập vào dữ liệu, ví dụ như mình ghi là phim mới cập nhật hàng ngày đi. Rồi, hiển thị ha, thêm ok, không tìm thấy test ad nè. Thì các bạn thôi vậy thì bây giờ mà các bạn quay lại cho mình cái query nè, các bạn thêm cho mình là public time start bằng false ha các bạn ha, cho mình cái trường này nè. Đó, câu lệnh nhỏ nhỏ vậy thôi ha. Bây giờ rồi coi như là mình vẫn để ba cái là bình thường, sau đó các bạn thêm lại cho mình ha. Đó, thêm được rồi các bạn.